Chào anh em, bữa nay mình giới thiệu cho anh em và phân biệt cho anh em SL01 hay được gọi là VIP 12 á, mình nhấn mạnh cái chỗ đó nha anh em. Và VIP 12 bản 2 đó, hai mẫu này nó khác nhau. Cái mẫu này nè, SL01 hay được gọi là VIP 12 bản 2 nha. Mà bên mình á, là bá kim loại, anh em phân biệt được bá kim loại và bá nhựa ha. Bá nhựa thì mình cũng vẫn có luôn, có anh em cần bá nhựa sẽ bù cho bá nhựa nó sẽ ít tiền hơn ha. Đây, này là bá kim loại nha, bằng kim loại nha anh em. Còn bá nhựa là nó cong to xuống đây nè, nó có lỗ hai ba lỗ ở đây nè anh em, là bá nhựa. Còn mẫu này thì phụ kiện nó rất là nhiều phụ kiện anh em, ít là có một nó kèm theo hai bộ dây dự phòng rồi bi rồi tên nữa. Còn bộ kia thì nó sẽ kèm theo máy thu cá rồi dây dự phòng rồi bi rồi tên 12 bán 2. Anh em mua hàng bấm vô cái kênh của mình á, xem cái clip nó cụ thể hơn nha anh em. Cái clip này mình phân biệt cho anh em 12 bán 2 và 12 hay được gọi là SL01 thôi ha, chứ mình không có combo đầy đủ trên cái clip này nha anh em. Còn mặt hàng này nhận hàng thanh toán tại nhà, mới có quyền kiểm hàng khi nhận nha, không nhận ráp sẵn khi gửi. Ráp sẵn đâu gửi được anh em. Nhận xong liên hệ mình sẽ đưa anh em cái clip đó lắp ráp, mình chơi được phải ráp được cho nó ok anh em. Mẫu này anh em tìm chỗ uy tín mua ha. Có rất là nhiều anh em mua hàng bên mình là bị giao thiếu độ xong qua bên mình mua, cái đó mình không có hỗ trợ được anh em. Mình chỉ hỗ trợ cho những khách hàng mua hàng của mình những cái phụ kiện lẻ sau này thôi, chứ mình không có hỗ trợ mà khách lạ nha. Hình như phụ kiện này là chỉ có một mình nhập được anh em, những phụ kiện nhỏ lẻ nè, anh em mua hàng bên mình á, dưới mình nhập được thôi, bảo đảm luôn. Còn chứ đa số là không nhập được, còn dây nhợ thì ở đâu cũng có rồi. Những phụ kiện nè, bánh xe nè, hay là tay cầm trước bị nè, bá nè, hay là tay cầm trước hay tầm sau gì đó, hay bộ ốc gì đó, của hai hàng này là mình đều có đầy đủ. Khi anh em mua hàng bên mình là mình sẽ cung cấp cho anh em, còn không có mua hàng bên mình thì mình không có cung cấp được nha. Tại vì những cái mặt hàng đó thì nhập rất là khó, chứ không phải là khó nhập hơn nguyên cây nữa anh em, nên là anh em lưu ý nha. Còn mẫu này là VIP 12 nè, hay được gọi là SL01. Anh em mua hàng nó cụ thể bên mình VIP 12 hay là VIP 12 bản 2 đó, VIP 12 hay được gọi là SL01 mẫu này. Còn mẫu này là VIP 12 bản 2 đó, nên hai cái nó khác nhau. VIP 12 bản 2 này nó mắc hơn hàng SL01 hay được gọi là VIP 12 này, là nó khoảng 500.000 đó, nên là anh em lưu ý nha. Bữa nay mình sẽ giới thiệu cho anh em luôn. À đây nè, không có dòng bi là một cái đầu tiên của thằng SL01, lý do rẻ hơn nè. Ống vuông thế này, đây ống nó vuông thế này nha. À, anh em kéo nó nhiều khi nó bị cọ nè, nó sụt sạch không nè. Thì nhiều khi nó bị cọ ở trong, nó sẽ bị nặng ha. Đó, này là SL01 hay được gọi là VIP 12 bán, VIP 12 nè. Đó, cái này là không có dòng bi, lý do nó mắc hơn là một cái nè. Đây mình sẽ giới thiệu cho anh em VIP 12 bản 2. VIP 12 bản 2 có dòng bi đây, cái dòng tròn này không? Nó có bi nè, bi chạy nè. Đó, anh em kéo nó sẽ mượt hơn. Đây. Ống của VIP 12 bản 2 á là nó có ống inox hoặc là ống đen. Mà nhưng mà nó ở dưới đây, ở trên là nó vuông, ở dưới là nó tròn. Nè, kéo nè. Anh em ví dụ nó có bị nặng dây đi nữa, nó cọ vô thì nó cũng không có khít, rất là khít nè. Ha. Rất là khít nè. Đó. Nó cọ vô nó cũng không có bị nặng ha. Đó. Dòng bi nó chạy nữa nghe không? Đó. Cái này là VIP 12 bản 2 ha. Cái dòng này là mắc hơn 500.000, là một cái đầu tiên là mình giới thiệu cho anh em gọi đó ha. Nên anh em mua hàng thì lưu ý giùm mình nhé. Anh em hỏi tên không cụ thể thì mình sẽ đưa cho anh em. Ví dụ em cần VIP 12 bản 2 đi, mà anh em mình mua VIP 12 đó, mình sẽ đưa anh em mẫu này SL01 hay được gọi là VIP 12 ở chỗ khác nè. Đó, nên là bởi vì mình không có đưa được mẫu này xong mới ra cái anh em so sánh ở xong mà anh em không đâu, tại đâu biết 12 bán 2 giờ 12, nên là em so sánh mắc rẻ đó, nên là mình lưu ý gì mình còn VIP SL01 hay được gọi là VIP 12 thì nó sẽ có là nó cái bộ nè, cái cánh nó không có bị không có đưa cong ra, không có cong ra, không có trợ lực bắn ha. Thằng này VIP 12 bán 2 cánh nó cong ra nè, này có trợ lực bắn đó. Một cái là cái thứ hai là khác. Rồi cái cánh đó, hay những cái cánh phụ kiện này nè, nó sẽ dày to hơn nè anh em. Giờ biết SL01 hay được gọi là VIP 12 nè. Đó. Nó cánh thì nó mỏng manh hơn, nó mỏng manh hơn. Đó, anh em thấy rõ ràng chưa? Còn chỗ gắn ray cũng vậy nữa. Chỗ gắn ray của con VIP 12 á thì nó sẽ bằng nhựa, còn hàng này thì bằng kim loại. Sẽ chắc chắn hơn. Là cái thứ ba thứ tư đúng không? Rồi cái nguyên cái tay cầm này nè, nó sẽ hiện đại hơn, bộ ốc ở trong, bộ cò ha, bộ cò xài rất là mượt. Đó. Thì
ba bốn cái đó đó. Thì anh em nói chung tùy túi tiền của mỗi người mua thôi. Còn về món này ít là không một hay được gọi là VIP 12 bán 2 của những người khác gọi á. Thì á, bên mình ba bán 6 năm trước rồi, vẫn hiện tại thì nó còn cái mấy cây thôi. Mới 12 bán 2 này cũng gần rất là hiếm, tại vì mẫu này hai mẫu này mình phân biệt cho anh em biết thôi. Chứ hiện tại thì nó hầu như nó muốn cấm sản xuất luôn anh em, tại vì lực nó quá mạnh á, lực nó mạnh quá, nước ngoài nhập là không có hàng luôn anh em. Không có hàng, còn chỉ mấy cái hết. Đó nên là anh em mình mua hàng mình lưu ý, mình phân biệt được hai mẫu như bên mình. Đó. Ví dụ anh em nói lộn hay gì đó lên anh em nhận mà không đúng ý anh em, cái đó thì anh em chịu phí nha. Đó, mua bán nó trước. Bá này á, là bên mình cung cấp SL01 cho anh em á, hay được gọi là VIP 12 á, là mẫu này là mình cung cấp cho anh em là bá kim loại nha. Bá nhựa là nó khác, bá kim loại nó mắc hơn bá nhựa rất là nhiều anh em. Giá thị trường á thì nó mắc hơn khoảng trăm mấy ngàn á. Rồi bộ này hiện tại đầy đủ phụ kiện luôn á, kính ngắm nè, hai bộ dây dự phòng nè, bi nè và hai mũi tên á, thì sẽ khoảng đi vào khoảng 1,3 triệu bộ SL01 hay được gọi là VIP 12 ha. Bộ này rồi khi anh em cọc 50k là em sẽ được một bộ dây dự phòng nữa, tức là em sẽ 3 bộ dây dự phòng, một bộ dây bán tổng cộng là 4. Còn bộ VIP 12 bán 2 này nè, 12 bán 2 này nè ha, cây mình đang chỉ nha, là bộ này nó đi vào giá khoảng 1,8 triệu 9, nó tùy thời điểm. Nó sẽ kèm cho anh em 5 mũi tên nè bắn cá và một cái máy thu nè, máy thu cước để mình thu mũi tên lại đó, và hai bộ dây dự phòng và một túi bi. Khi anh em đơn này á thì em tùy em chọn ngắm, có ngọn ngắm 1x40 nữa nha, em báo giá cho anh em là hai bộ này có ngắm 1x40 nữa nha anh em. Còn ngắm 19 thì nó tới hơn 2 triệu luôn, tại ngắm 19 nó mắc hơn 1x40 tới 600 ngàn lên anh em, hay là 4x30 sẽ mắc hơn nữa. Đó là bộ này á thì trên 2 triệu á là nó cắm cắm 3M9, còn dưới 2 triệu là bộ 1x40 đó anh em. Cọc 50k này em sẽ được tặng thêm một dây dự phòng nữa, anh em được 3 bộ dây dự phòng, một dây bắn đó, một bộ đầy đủ thế này. Phân biệt cho anh em biết để mình biết cách chơi, để mình biết cái mình cái cần cái loại nào. Cái này mình chỉ có shop mình là nói cho anh em thôi đó. Có nhiều anh em á mua hàng không kêu bị nó bị hoài, sao mình mua shop khác mua VIP 12 mà sao đâu có ngay VIP 12 đâu, tại người ta giới thiệu cho anh em là video là mẫu này, nhưng mà vô người ta gửi cho anh em mẫu này, em không có phân biệt được đó, cái nào là cái nào đó. Nên là bữa nay phân biệt được nè, cho anh em là hai cái đơn giản nhất nè. VIP 12 bản 2 có dòng bi là tròn, SL01 hay được gọi là VIP 12 là nó vuông, không có dòng bi nè, trong suông nè, ở trong đây có dòng bi đó, vậy thôi, hai cái đơn giản. Anh em mình mua hàng cứ liên hệ với mình ha. Nhớ đăng ký kênh mình share nhiều sản phẩm hơn nha anh em. Rồi chào anh em nhé.